Vừa qua, nhiều đại lý tại Việt Nam đã cho hay, mẫu xe đen cỡ CMG năm 2022 sẽ chính thức được ra mắt trong tháng 3 tới. Hiện những thông tin liên quan đến MG năm 2022 đang trở thành tâm điểm trên nhiều hội nhóm về ô tô tại Việt Nam. Tuy nhiên thay vì hào hứng, nhiều khách Việt lại gây bất ngờ khi tỏ ra khá thờ ơ với thông tin MG năm 2022 ra mắt. Nguyên nhân là do mẫu xe đen cỡ C này liên tục rời lịch ra mắt và nhận cọc từ năm ngoái tới nay khiến nhiều khách Việt không hài lòng. Nhiều người cũng chia sẻ đã tậu Kia K3 trong thời gian chờ đợi MG năm 2022 về nước. Bên cạnh đó, thông tin liên quan đến giá bán dự kiến của MG năm 2022 cũng khiến nhiều khách Việt dọa quay xe. Được biết, giới tư vấn bán hàng cũng đã hé lộ mức giá dự kiến dành cho MG năm 2022 tại thị trường Việt và bắt đầu nhận cọc cho mẫu xe này. Cụ thể, mẫu xe đen cỡ C này nhiều khả năng sẽ được bán ra với mức giá cao nhất lên tới 570 triệu cao hơn, đáng kể so với mức giá 500 triệu được đưa ra trước đó. Nhiều người cho rằng với mức giá này, MG năm 2022 sẽ khó có thể cạnh tranh với Kia K3 khi về Việt Nam và mức giá 530 triệu sẽ là con số hợp lý hơn cho tân binh này. Ngoài những ý kiến kể trên, cũng có không ít người bày tỏ sự mong đợi đối với MG năm 2022 và chốt đặt cọc mẫu xe này. Có thể thấy rằng thiết kế ấn tượng cùng nhiều trang bị hấp dẫn là những ưu điểm ban đầu giúp MG năm 2022 chinh phục được khách Việt. MG năm 2022 bản dành cho thị trường Việt sẽ được mở bán với hai phiên bản với nhiều trang bị và tính năng hấp dẫn. Đối thủ của Kia K3 sở hữu hệ thống đèn dạng LED, mâm xe hợp kim 17 inch bên ngoài ngoại thất. Trong khi đó, ở nội thất, MG năm 2022 được trang bị điều hòa tự động, ghế chỉnh điện, màn hình thông tin giải trí 10 inch với kết nối Apple CarPlay Android Auto, hay cửa sổ trời. Bên dưới nắp capo, MG năm 2022 sử dụng khối động cơ xăng dung tích 1.5 lít với công suất tối đa 114 mã lực và mô men xoắn cực đại 150 Nm kết hợp cùng hộp số vô cấp CVT. Không chỉ MG năm 2022, loạt mẫu xe đen cỡ C như Honda Civic 2022 hay Toyota Corolla Altis 2022 cũng đang rục rịch ra mắt khách Việt trong thời gian tới. Điều này hứa hẹn sẽ mang lại một cuộc cạnh tranh gay gắt trong phân khúc xe đen cỡ C từng hát nhất thị trường Việt. Xe cộ XXX